Xin chào các bạn, mình là Mỹ Duyên đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề 6 sai lầm thường gặp trong quản lý tài chính cá nhân. Tài chính cá nhân là tổng hợp tất cả các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng tiền, cân đối thu nhập, chi tiêu, phân bổ tiết kiệm, đầu tư của mỗi cá nhân. Quản lý tài chính cá nhân là cách mà bạn lên kế hoạch phân bổ nguồn lực tài chính có giới hạn của mình để vừa đáp ứng các nhu cầu chi tiêu hàng ngày, vừa thực hiện được các mục tiêu dự định trong tương lai, bao gồm cả việc dự phòng cho các rủi ro và chuẩn bị nguồn lực để đón nhận các cơ hội. Sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân gây ra tình trạng thâm hụt chi tiêu, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của bản thân, không có khả năng chi trả sinh hoạt phí khi thất nghiệp đau ốm, nên là bạn phải đi vay mượn hoặc là bán tài sản để xoay sở, và hậu quả cuối cùng là căng thẳng, lo lắng trong cuộc sống, không thực hiện được những kế hoạch trong tương lai. Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua 6 sai lầm thường gặp trong quản lý tài chính cá nhân. Sai lầm đầu tiên, không lập kế hoạch chi tiêu cụ thể. Khi không theo dõi chi tiêu thì bạn thường dễ lâm vào tình trạng chi tiêu theo cảm xúc, dẫn đến việc chi quá nhiều cho những khoản không thiết yếu trong khi lại không đủ tiền để chi trả cho các khoản chi bắt buộc như là tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn. Thường gặp nhất chính là tình trạng bội chi, vướng vào vay nợ, không còn tiền tiết kiệm để dự phòng hay tích lũy cho các mục tiêu quan trọng. Sai lầm thứ hai, vay nợ. Vay nợ thì không xấu, nhưng nếu lạm dụng tiền vay để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng không thiết yếu, để đầu tư rủi ro hay là vượt quá khả năng chi trả thì sẽ rất đáng báo động. Vay tiêu dùng hoặc là nợ thẻ tín dụng là những khoản vay có lãi suất cao nhưng mà lại rất dễ tiếp cận, nên nếu bạn không đủ tỉnh táo để đánh giá đúng mức độ tác động của khoản vay thì bạn có thể sẽ rơi vào vòng xoáy là kiếm tiền chỉ đủ trả nợ, không còn tiền để tích lũy và đầu tư cho tương lai. Sai lầm thứ ba, lạm dụng thẻ tín dụng. Việc sở hữu một chiếc thẻ tín dụng thì đã trở nên rất là phổ biến. Nó giúp chúng ta chi tiêu tiện lợi hơn, không cần mang theo nhiều tiền mặt và lại còn được chậm trả tối đa đến 45 ngày mà không phải trả lãi. Nhưng dần dần chính cái sự tiện lợi này lại khiến nhiều người mắc bẫy khi mà không có cảm giác mất tiền và chi tiêu không kiểm soát, vượt quá khả năng chi trả. Bạn có biết rằng khi không thanh toán đúng hạn toàn bộ dư nợ trên sao kê thẻ tín dụng thì bạn sẽ phải gánh mức lãi suất lên tới 20-30% một năm, và khi tốc độ kiếm tiền không vượt nhanh hơn tốc độ tiêu tiền thì bạn sẽ gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, không chỉ là việc các mục tiêu tương lai đều tan biến mà còn là những lo lắng căng thẳng hàng ngày vì áp lực trả nợ khiến cho chất lượng cuộc sống giảm sút và bạn không còn tâm trí cho công việc hay là cho những người thân yêu. Sai lầm thứ tư, không theo dõi các loại chi phí, hóa đơn. Việc theo dõi các khoản chi tiêu trong tháng sẽ giúp cho bạn nhận diện kịp thời đâu là những khoản chi thiết yếu, đâu là những khoản chi không hiệu quả để mình có thể kịp thời điều chỉnh. Hơn nữa, việc theo dõi chi phí hóa đơn thì cũng giúp bạn nhận ra sự thay đổi giá cả của các mặt hàng mình đang sử dụng. Bạn cảm nhận được tác động của lạm phát và bạn có thể cần thay đổi thói quen chi tiêu của mình nếu cần. Sai lầm thứ năm, không chuẩn bị quỹ dự phòng khẩn cấp. Trên thực tế thì có rất nhiều người bỏ sót việc chuẩn bị quỹ khẩn cấp trong kế hoạch tài chính cá nhân, dẫn đến tình trạng bị động khi gặp những biến cố bất ngờ và phải đi vay mượn gấp, ví dụ như là giảm hoặc mất thu nhập, người thân cần một khoản tiền hỗ trợ gấp để chữa bệnh, hay là khi laptop và điện thoại của mình đột ngột bị hỏng cần thay mới chẳng hạn. Trích lập quỹ dự phòng luôn là mục tiêu ưu tiên, với số tiền khuyến nghị bằng từ 6 đến 12 tháng chi phí sinh hoạt hàng tháng của cá nhân hay là của gia đình, giúp bạn cảm thấy an tâm để tiến tới các mục tiêu tích lũy tiếp theo. Sai lầm thứ 6, muốn gia tăng thu nhập nhưng không chịu đầu tư. Có hai cách phổ biến để gia tăng tài sản, đó là tiết kiệm và đầu tư. Tiết kiệm là cách an toàn nhất để tích lũy tài sản, nhưng nếu chỉ để tiền trong két hay để trong tài khoản thanh toán mà không sinh lời, thì tiền của bạn thật sự đang vơi dần do lạm phát. Do vậy mà người ta thường gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng để được hưởng lãi, nhưng mà bạn cần hiểu rằng cái khoản lãi này thì chỉ đủ để bù mất giá đồng tiền do lạm phát. Muốn tài sản tăng trưởng nhanh hơn lạm phát, chúng ta cần phân bổ tiền vào các kênh đầu tư phù hợp. Tuy đầu tư thì luôn đi kèm với rủi ro, nhưng nếu chịu khó tìm hiểu và lựa chọn phân bổ phù hợp với vị thế tài chính của mình thì chắc chắn là tài sản của bạn sẽ gia tăng hiệu quả. Như vậy, khi lập kế hoạch tài chính cho mục tiêu nào đó thì bạn cần kiểm soát và theo dõi chi tiêu, điều chỉnh các khoản chi phí cho phù hợp. Để có thặng dư tiết kiệm thì bạn cần lập kế hoạch chi tiêu hợp lý với nguồn thu nhập,
hoặc là giảm chi phí, hoặc là tăng thêm thu nhập, thận trọng trong việc sử dụng vốn vay. Ngoài việc tham gia bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, thì bạn cần chuẩn bị thêm quỹ dự phòng khẩn cấp, chuẩn bị hành trang kiến thức vững vàng trước khi đầu tư. Các chuyên gia thì vẫn thường khuyên rằng thứ tự ưu tiên của mỗi người nên là trả hết nợ, tích lũy và tiết kiệm, sau đó mới nghĩ đến đầu tư. Chúc các bạn có một hành trình đầu tư hiệu quả.